Sân 2 xong chưa? Xét bên ấy đã quan sát cả bên bên anh em nó làm bên RDC nhá. Hôm nay Sơn có sự kiện. Em ngồi ở trong này này. Biến đổi trên này. Alo, alo. Hôm qua mình là một lắp người sáu đá vẫn thẳng thẳng hai quả. Nhìn lên chào mừng huấn luyện bóng SC Tài chính 240 phố Tèo du lịch OCB ra sân trong lượt thi đấu đầu tiên của vòng 3 giải bóng đá Cúp Đền Thượng truyền thống 2019.
Vâng, xin mời quý vị khán giả đến với trận đấu giữa FC Du Lịch và FC OCB ở vòng 2 giải bóng đá Cúp Liên Thượng Truyền Thống Lào Cai League mùa giải thứ 4 năm 2018-2019. Trận đấu đang diễn ra trên sân bóng đá Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Ngày hôm nay là vòng thi đấu thứ 3 và Du Lịch đã có 6 điểm đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn OCB chưa có điểm nào, đang nằm ở trong khu vực cuối bảng. Ngày hôm nay thì Du Lịch thi đấu trong trang phục màu áo Bã Châu. Và đội hình xuất phát gồm có số 1 thủ môn Ngọc Quang, số 4 Chiến Thắng, số 7 Văn Thành, số 8 Đức Tình, số 9 Giáp Long, số 11 Duy Nam và số 22 Văn Tân. Ngày hôm nay thì Du Lịch không sử dụng một ngoại binh nào. OCB thi đấu trong trang phục màu đồng. Đội hình xuất phát gồm có số 5 Ngọc Sơn, số 9 Văn Toàn, số 12 Đức Thắng, số 15 Gia Bách, số 16 Chí Hiếu, số 17 Hồng Nhật, số 18 Minh Chiến. Tôi xin gửi tới quý vị lịch thi đấu vòng 3 ngày hôm nay như sau. Ở loạt trận đầu tiên là Tài Chính 240 gặp Phố Tèo, Du Lịch gặp OCB. Loạt trận thứ hai vào lúc 15:30 là Phố Bản gặp FFC ở sân 1 và Xuân Phú gặp Sapa ở sân 2. Loạt trận thứ ba vào lúc 17:00 FC Men gặp FC 24 và Fair Play gặp B52. Một tình huống nguy hiểm đến từ chân sút số 9 của OCB, đó là Văn Toàn. Rất nguy hiểm. Người vừa cản phá là Thắng Cóc. Hôm nay thì chủ tịch và phó chủ tịch của FC Du Lịch đều đá chính từ đầu, đó là Đức Tình và Giáp Long. Đây mùa giải thứ tư và Du Lịch đang là đội bóng đương kim vô địch. Họ đã vô địch 2 mùa liên tiếp tại mùa thứ 2 và mùa thứ 3. Vừa rồi là pha đi bóng của đội trưởng OCB Chí Hiếu trước sự truy cản của đội trưởng Du Lịch Đức Tình. Bầu Tình vẫn được biết đến là một người chơi trung vệ và tiền vệ trụ rất hay, với lối đá điềm tĩnh, chia bài tốt và có những cú sút xa ghi bàn rất đẹp mắt. OCB sau 2 trận chưa có điểm thì hôm nay họ vào trận với quyết tâm cao. Ngày nay Du Lịch cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ bản địa được chơi bóng nhiều hơn. Họ ngày nay không gọi ngoại binh lên. Ở hai trận đấu trước thì Du Lịch đều thắng đậm các đối thủ của mình. Ngày ra quân họ thắng Phố Tèo 11-2 và ở vòng 2 họ thắng B52 8-2. Du Lịch đang dẫn đầu bảng, đang hơn hiệu số so với các đội cùng có 6 điểm là Phố Bản,
MFC và FC 24. Nhóm Big Four của Phủ Lào Cai thì đang cùng có 6 điểm. Lúc này ở trên sân Duyên Hải thì trời nắng to, cái nắng khá khó chịu. Đức Tình. Doanh nghiệp tư nhân Đức Tình cũng là nhà tài trợ chính của Cúp Huyền Thượng truyền thống Lào Cai League 4 mùa liên tiếp. Quang Chuối. Quang Chuối vẫn bắt chính của Du Lịch tại mùa này. Dự bị cho Quang Chuối và Quang Huy. Ở tuần trước thì Du Lịch cũng chơi ở sân 2 trong trận thắng 8-2 trước B52. Ở hai vòng trước thì Du Lịch đều sử dụng những ngoại binh xen kẽ và kết hợp với những cầu thủ bản địa. Những ngoại binh của họ là bộ ba của Thành Đồng, Thắng Savi, Hưng Sốp và Hà Beo, và bộ đôi của Nam Định là Ngọc Lung cùng với Tiến Edu, ngoài ra là Long Tô Z của Mobi. Một không cho Du Lịch. Bàn thắng của Thành Messi. Một cú sút xa chìm. Thành Messi vẫn chơi rất hay trong hai mùa giải gần đây. Chúng ta đang xem lại bàn thắng của Du Lịch. Như vậy lúc này tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Du Lịch. Du Lịch đang chơi khá thong thả.
không vào. Cú sút của Thành Messi, người đá nhả bóng lại chính là Long Công Tử. Tiếp tục là cú đá của Thành Messi. Nam Vẻ, cú đánh đầu của Quang Chuối. Hồng Nhật, Hồng Nhật có bàn thắng 1-0 cho OCB. Nỗ lực rất tốt của Hồng Nhật. Hồng Nhật đã vượt qua được Đức Tình và cả thủ môn Quang Chuối. Pha xử lý rất bình tĩnh. Messi, Đức Tình, không vào. OCB trận này chơi khá tốt. Hồng Nhật, rất hay. Một cú bắt vô lề rất tốt của Đức Thắng. Bầu Tình đang hô hào các đồng đội cần đá nhiệt hơn. Những phút vừa qua thì tuyến giữa của Du Lịch chơi chưa tốt. Tân Ách, Chí Hiếu đã phạm lỗi. Đức Tình, sau giải Lào Cai League này thì Du Lịch sẽ hướng tới mục tiêu giành chức vô địch tại HPLS 7 ngoài hạng Phủi Hà Nội. Messi, thắng cóc, trong đội hình của Du Lịch lúc này thì Thành Messi là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất. Anh có những pha đi bóng
ở cự ly hẹp rất tốt. Nhật. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Mất bóng. Đức Tình. Nam về. Nam về sau khi bị chấn thương đầu gối nặng thì bây giờ anh chơi rất ngại va chạm. Trước đây Nam Vẻ leo biên rất tốt và có những cú sút xa cũng rất hay. Trước khi về với du lịch thì Nam Vẻ từng có thời gian gắn bó với FFC. Đức Tình chuyền thẳng. Rất hay. 2-1 cho du lịch. Tỷ số lúc này là 2-1 nghiêng về du lịch. Và người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho du lịch chính là Phó Chủ tịch Long Công Tử. Với chiều cao hạn chế nhưng anh lại có một pha đánh đầu rất hay. Và cũng rất đặc biệt thì người chuyền bóng cho Long Công Tử ghi bàn chính là ông bầu Đức Tình. Đường chuyền của Tân Ách. Du lịch một lần nữa ở trận này lại vươn lên dẫn trước. Rồi.
rất hay. Vào, hai đều. Pha phối hợp tốt của OCB. Hồng Nhật chuyền xuống đáy biên cho Chí Hiếu. Người ghi bàn gỡ hòa cho OCB là cầu thủ số 18 Minh Chiến. Pha xử lý rất hay của Thành Messi. Thắng góc. Hồng Nhật. Chí Hiếu. Chí Hiếu đã đỡ bóng hỏng. Trước thì hai đội bóng bị xuống hạng là Marketing và Sông Hồng. Năm nay hai đội lên hạng là Xuân Phú. Xin lỗi là Phố Tèo và Tài Chính 240. Phố Tèo cũng chưa có điểm nào sau hai vòng đầu. Còn Tài Chính 240 có 3 điểm. Không vào. Cú dứt điểm của Chí Hiếu. Nếu dứt điểm tốt thì Chí Hiếu đã có thể nâng tỷ số lên 3-2 cho OCB. Đức Tình. Thành Messi. Rất hay. Tấn Ách. Long Công Tử. Vào. 3-2 cho Du Lịch. Long Công Tử đã ghi bàn. Như vậy Long Công Tử đã lập cú đúp. Đập chân hậu vệ lẩy vào ấy. Long Công Tử đã xử lý rất bình tĩnh. Mặc dù trận đấu diễn ra với một nhịp độ không cao, tuy nhiên lại có một bàn rượt đuổi tỷ số. Du Lịch đã 3 lần dẫn trước. Trận đấu diễn ra không phải là quá hấp dẫn, nhưng cũng đã có 5 bàn thắng đáng để xem. Hai đội đang chơi với một tốc độ trung bình. Hai đội cũng chơi không quá quyết liệt.
cú đá khá tốt của Văn Toàn, anh đã kiếm được quả phạt góc cho OCB. Minh Chiến, Hồng Nhật, Hồng Nhật pha bỏ bóng, Chí Hiếu, cú sút rất tốt. Đức Tinh, cú sút chân trái. Hồng Nhật rất nguy hiểm, vẫn không vào. Một cơ hội đáng tiếc đã bị bỏ lỡ đáng tiếc của Chí Hiếu. Tân Ách, Quang Chuối, Minh Chiến, Thank you.
Thank you.
Xin mời quý vị trở lại VF2 trận đấu giữa Du Lịch và OCB ở vòng 3 giải bóng đá cúp đền thượng truyền thống Lào Cai League mùa thứ 4. Ở hiệp 1 thì Du Lịch đã dẫn trước với tỷ số 5-2. Đức Tình. Nam về. Vừa rồi đường chuyền của Văn Tùng. Thank you.
Ở sân 1 thì Tài Chính 240 và Phố Tèo đang hòa nhau 1-1. Đình Khải. Siêu mi tên thật là Việt Anh. Đình Khải. Quang Chuối. Trong hiệp 1 có một tình huống mà Đức Tình đã chuyền bóng cho Long Công Tử đánh đầu ghi bàn. Vẻ chuyến học không vào, cú sút của Văn Tùng. Du Lịch và OCB thi đấu với nhau khá hòa nhã, thậm chí là chưa có một tình huống tranh chấp quyết liệt nào diễn ra. Ông bầu Phúc Béo của OCB và bầu Tình của Du Lịch cũng là hai ông bầu có mối quan hệ tốt với nhau, họ cũng rất nể mặt nhau. Quang Chuối. Trung Kiên là gương mặt mới của Du Lịch ở mùa giải năm nay. Nam Vẻ. Có thể thấy Nam Vẻ chơi khá gượng chân. Trước khi bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối thì Nam Vẻ chơi rất hay. Nam Vẻ.
nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng cho OCB. Trung Kiên không kịp. Pha xử lý hơi vội của Thế Anh. Trận đấu ở sân 1 thì diễn ra sôi nổi, quyết liệt hơn. Phố Tèo và Tài Chính 240 vẫn đang hòa một đều. Ngày hôm nay Tài Chính 240 tiếp tục có sự phục vụ của Dũng Mốc, cầu thủ của Nam Định. Dũng Mốc đã chơi tại V-League mùa trước. Đình Khải. Đình Khải là một trong những cầu thủ đã gắn bó với Du Lịch từ những ngày đầu mà đội bóng này thành lập. Trung Kiên. Hồng Nhật. Và xử lý của Minh Chiến. Trong hiệp 1 thì Minh Chiến và Hồng Nhật là những người đã ghi bàn cho OCB. Không vào, pha cứu thua tuyệt vời của Quang Chuối. Phản xạ rất nhanh. Nếu thắng trận này thì Du Lịch sẽ có 9 điểm sau 3 vòng. Hiện tại Du Lịch vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với một hiệu số rất tốt. Hiệu số của Du Lịch trước trận đấu này là dương 15. Thank you.
sút trượt của Ngọc Tuyên. Vừa rồi thì Ngọc Sơn đã phạm lỗi với Thành Messi, cản người không bóng. Thành Messi rất hay. Vào 6-2 cho Du Lịch. Một pha solo của Thành Messi. Thành Messi đang là cầu thủ kỹ thuật nhất trên sân. Đó cũng là lý do mà anh có biệt danh là Messi. Đã được gắn với biệt danh Messi thì chắc chắn là rất kỹ thuật rồi. Messi. Thế anh Đức Thắng. Phạt góc cho OCB. Sau trận đấu này sẽ là một trận đại chiến giữa FFC và Phố Bản. Đó là trận cố định của vòng đấu này. Sẽ diễn ra vào lúc 15:30 trên sân 1. Và sân 2 là Xuân Phú gặp Sapa. Mùa này Sapa chơi rất tiến bộ. Xuân Phú thì chính là An Ninh Nhà đổi tên. Xuân Phú sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể trụ hạng. Ừ.
OCB vừa có một bàn thắng. Bàn thắng thứ ba của OCB là một pha bàn ghi bàn khá đẹp mắt. Văn Tùng đã tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Chuối. Đình Khải đã thiếu tập trung. Nam Vẻ, Trung Kiên, ở sân 1 thì Phố Tèo đang bị Tài Chính 240 dẫn trước 2-1. Vào bàn thắng tiếp theo của Du Lịch, cú sút chân trái của Trung Kiên. Cú sút về góc gần. Hey!
Đức Tinh 4-2. Chân trái rất hay. Thành Messi đã nâng tỷ số lên 8-4 cho Du Lịch. Vào, lại có bàn thắng của OCB. Quang Chuối đã đứng nhìn theo bóng. Một cú đá lòng để ghi bàn rất kỹ thuật của Văn Tùng. OCB liệu có thể gỡ hòa được hay không? Khoảng cách bàn thắng bây giờ là 2 bàn. Tỷ số đang là 8-6 nghiêng về Du Lịch, một tỷ số khá bất ngờ khi mà lại có nhiều bàn thắng đến như vậy. Và cả OCB cũng ghi được rất nhiều bàn thắng. Thành Messi.
Đình Khải, Trung Kiên không vào. Đình Pay không vào. Đức Thắng hết giờ. Như vậy Du Lịch đã giành chiến thắng trước OCB với tỷ số 8-7. Du Lịch đã có 9 điểm sau 3 vòng và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.